Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm bánh mì, phô mai, bơ tỏi. Và hôm nay thì mình không có làm bánh mì, mà mình đi mua bánh mì ở ngoài chợ. Cho nên là mình chia sẻ đến những ai mà ngại làm bánh mì. Thì ta có thể mua bánh mì ở ngoài chợ nè, mình về mình làm, không cần phải làm bánh mì. Và nguyên liệu của bánh mì, phô mai, bơ tỏi gồm có: đây là rim chít nè, là 100g, kem tươi 50g, sữa đặc 10g. Và cái rim chít này á, mình không có thì mình thay phô mai con bò cười. Rim chít này bán ở dụng cụ làm bánh đây nè, mình mua một gói hai, mình vừa gói rim chít này với gói bơ lạc này, hai gói này là 94.000. Cái này là 250g và cái này 200g là 94.000. Đó, rim chít, mình không có rim chít thì mình mua phô mai con đầu bò thay thế vô và mình mua ở dụng cụ làm bánh. Và đây là mình đánh rim chít trước nè. Và bây giờ mình cho sữa đặc vô nè. Hôm nay là mình làm, cái này là số lượng một nửa ngày hôm qua. Hôm qua là mình làm bánh mì, mình tự làm bánh mì. Còn hôm nay là mình mua bánh mì và mình làm sẵn. Để cho những ai không có làm bánh mì được thì ta có thể làm. Tại vì nhiều khi mình ăn, mình làm bánh mì nó mất công. Cho nên mình làm bánh mì sẵn. Đó, đây là kem Whipping Cream nè. Mình mua bánh mì họ làm sẵn thì sẽ tiện hơn, khi khỏi mất công. Rồi nhiều khi cái thời gian của mình nó dài á. Và giờ mình đánh lên, mình đánh khoảng 4-5 phút thôi, 4 phút thôi. Và bây giờ mình lấy cái bơ, sốt bơ nè, mình bỏ trong cái ly này đó, mình bỏ cái túi bát kem trong cái ly rồi mình bỏ nó vô nè. Cái bát kem mình bỏ trong cái ly rồi. Kem này, lúc này sốt bơ của mình nè, rất là béo luôn á. Mình ăn thử miếng rất là béo. Và bây giờ mình cột cái túi bát kem này lại và mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Đó, mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Và đây là phần bơ tỏi. 50g bơ lạc, tức là bơ phe đó. Và tỏi, tỏi băm 20g. Cần tây là mình xài 2g, cần tây là mình băm nhỏ, cần tây là cần tây xào thịt bò băm nhỏ. Và đường là 12g rưỡi. Là mình xài một nửa cái nguyên liệu ngày hôm qua đó. Và đường là 12g rưỡi, kem sữa tươi là 10g. Và trong này có 3g mật ong này. Đó, trong này mình bỏ 3g mật ong trong này luôn này. Và đây là 1/2 cái trứng gà và 3g sữa chua. Và bây giờ mình cho bơ lạc vào trong này nè. Đó, bơ lạc vào trong cái nồi này nè. Bơ lạc này mình để ở nhiệt độ phòng cho nó mềm. Cái bơ lạc này là mình phải bảo quản nó trong ngăn đông á, chứ nếu mình để ở ngoài, mình để lâu nó sẽ bị mốc. Bơ lạc tức là bơ phe đó. Mình bật bếp lên và mình cũng để lửa nhỏ thôi. Và mình cũng cho tỏi vô nè, tỏi băm 20g tỏi. Nếu mình có thể cho ít tỏi hơn, 15g vẫn được. Nếu mình không thích ăn tỏi, mình cho 15g vẫn được. Và bơ của mình lúc này, tỏi, bơ mình lúc này tan, mình tắt bếp nè. Đó, mình cho đường vô nè. Tắt bếp, những cái nồi này rất là nóng này. Cái nồi này nó nóng dai lắm. Và bây giờ thì để mình mắc xuống bếp, vậy nó nóng. Và bây giờ thì mình cho kem Whipping Cream vô với lại mật ong vô nè. Mật ong với Whipping Cream để chung á. Tại vì mật ong nó ít quá, mình cho nó dính cái chén á. Cho nên mình để chung với lại Whipping Cream luôn. Và đây là sữa chua. Sữa chua này mọi người mình cho 3g thôi. Đó, mình lấy một nửa số lượng ngày hôm qua. Ngày hôm qua là mình số lượng gấp đôi như vậy. Hôm qua thì mình làm bánh mì, hôm nay là mình đi mua bánh mì sẵn á, để cho những ai làm cho nó nhanh gọn lẹ.
Và đây là trứng, trứng thì mình đừng có bỏ nóng, mình bỏ vô trứng mình mà nóng mình bỏ đây đã chín luôn á. Đó, đây là trứng nè, nửa cái trứng gà. Hôm qua là mình cho một trái, hôm nay mình cho nửa trái. Và đây là rau mùi tây này, rau cần tây á, rau cần tây mà mình để xào, thường xào thịt bò đó. Và mình sẽ trộn lên. Và hôm nay thì mình không nướng bằng lò mà mình nướng bằng cái nồi lẩu á, hay là ta có thể nướng nồi cơm điện vẫn được. Đó, xong rồi đó nha. Nó mình xong cái phần bơ tỏi rồi. Và đây là bánh mì á, thì mình dùng kéo á, mình cắt dễ hơn dao á. Bánh mì tròn thì mình cắt kiểu này nè. Đó, mình cắt nè. Đó, mọi người cắt như vậy nè. Rất là tiện, hôm nay mình xài bánh mì rất là tiện. Hôm qua mình làm bánh mì thì nó lâu quá, mình ủ bột đó. Cũng phải 1 tiếng rưỡi rồi. Phải ủ men nữa, phải mua men nữa. Rất tiện. Và bây giờ thì mình bơm kem vô nè cả nhà. Đó, mình bơm kem, mình để cái miệng nó há ra. Đó, mình muốn ăn kem nhiều thì mình bơm nhiều. Mà mình muốn ăn ít thì mình bơm ít. Đó, mình bơm lên như vậy đó. Rồi mình bơm nhẹ tay thôi, mình đừng bóp mạnh quá. Cái bao nó bể. Từ cái bao này nó dễ bể lắm. Cái bao này nó làm không, nó cứng cho nên nó dễ bể lắm. Bóp nhẹ tay thôi. Đó. Thêm chút bơ nữa vô. Mình tách cái này ra như vậy nè đó mọi người. Tách ra xong mình bơm vô như vậy nè. Ở bên này mình tách ra nè. Tách cái miệng nó ra. Và bây giờ mình bắt đầu chan nước sốt bơ tỏi nè. Đó, người nhìn rất là hấp dẫn không? Và bây giờ thì mình xúc cái bánh mì qua bên cái khuôn này nè. Đây là mình hôm nay mình hấp, mình nướng bằng cái nồi lẩu á. Đó. Và mình lấy cái dĩa mới và cái đũa mới nha, đó mình để như vậy. Mình lại khều cái này lên. Đó. Hôm nay mình làm nước sốt hơi ít á. Nhưng mà nước sốt bị ít rồi. Và đây trong cái chén này nè, miếng bóc mình đổ lên nè. Mọi người nhìn rất là thích không? Nhìn là thích hết rồi. Chưa ăn nhưng mà nhìn rất thích luôn. Mà mình lại lấy 2 chiếc đũa mới này đó. Và mình gạt nó lên. Và đây là sốt ngày hôm qua còn dư lại thì mình cũng cho chan vào luôn. Hôm qua còn mình làm dư lại, mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Và bây giờ mình nướng bằng cái nồi lẩu mọi người. Đó, mình nướng nồi lẩu mình để xuống nhỏ. Và mình nướng bằng lò nướng mọi người. Mình nướng 2 lò, một lò lẩu và một nồi lò nướng. Và đây là bánh nướng bằng lò điện này mọi người. Đó, bánh nướng bằng lò điện này rất là ngon luôn. Và đây là bánh bằng nướng bằng nồi lẩu thì mình không có nướng bằng nồi lẩu được. Tại vì ở trên không có lửa, cho nên là cái trứng ở trên nó không có chín. Cho nên mình bỏ qua lò nướng. Là ta có thể nướng bằng lò thủy tinh được, chứ ta không nướng bằng nồi lẩu được. Và nồi cơm điện không được. Tại vì nó không có lửa trên, cho nên nó không có chín cái phần trứng ở trên này. Cho nên mình đã chuyển qua nướng bằng lò nướng. Và mình để 2 cái để cho mọi người nhìn thấy rõ hơn.
Và bánh này thì mình làm nguyên liệu như đó thì mình làm được gần được 7 cái. Cái nguyên liệu nhà trứng sữa đó, bơ tỏi á, thì mình làm gần được 7 cái. Cái nguyên liệu ngày hôm qua còn dư lại á, thì mình làm thêm cho nên được 7 cái. Nếu ta có thể làm cái nguyên liệu gấp đôi như vậy thì ta có thể làm được 7-8 cái. Tại vì nhà mình còn nguyên liệu á, cho nên mình chỉ làm một nửa nguyên liệu thôi. Thì cái bơ tỏi, cái sốt trứng của mình thì đủ, nhưng mà cái bơ tỏi của mình thiếu. Mình lấy cái bơ tỏi ngày hôm qua mình bỏ vô, tức là mình làm được 7 cái và rất là ngon mọi người. Bánh bông la, bánh bánh mì phô mai bơ sữa, bánh mì phô mai bơ sữa rất là ngon luôn. Và mình mua cái này là mình mua ở lò bánh mì á, mình mua cái này là 3.000 một ổ và 7 ổ thì là 20.000. Mình làm rất nhanh luôn và rất tiện, mình không cần phải nhồi bột, mình không cần phải mua men, mình cần không cần phải ủ bột, mình chỉ mua bánh mì về mình làm thôi, rất tiện luôn và rất tiện, mình cũng thấy rất là tiện luôn. Và thường thường thì mình làm mình hay ngại nhất là cái khâu mình nhồi bột và ủ bột. Ủ bột thì một trước tiên mình ủ 1 tiếng, về sau ủ nửa tiếng nữa là 1 tiếng rưỡi, và mình phải mua men, mình phải mua bột, cho nên là mình mua cái bánh mì mà ở ngoài chợ bán là 3.000 một ổ và 7 ổ là 21.000, thì mình mua 20.000 rất là tiện luôn cả nhà đó. Và ta có thể nướng bằng lò thủy tinh chứ ta không cần nướng bằng lò nướng để nướng bánh đâu, nướng lò thủy tinh vẫn được. Còn cái nồi lẩu thì không được, tại vì phần dưới thì nó nóng nhưng phần trên thì nó không có nóng đó, phần trên thì không nóng, ta có thể úp xuống được. Nếu ta úp xuống thì được, nhưng mà úp xuống thì bánh mình mất đẹp cho nên mình không úp xuống. Nếu ta nướng bằng lò lẩu thì ta phải úp bánh xuống thì bánh mới chín được, nhưng mà úp bánh xuống thì cái này nó chảy hết này đó, cho nên là mình đưa vào lò nướng. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình luôn luôn để ở phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và mọi người xem video thì ở bên tay phải á, cái chữ chỗ tiêu đề thì bên tay phải nó có một cái mũi tên á, mọi người bấm vào đó thì kéo cái video lên, thì công thức và cách làm mình sẽ để ở dưới đó. Và bánh này á, mọi người biết không, rất hot ở bên Hàn Quốc. Bên Hàn Quốc bây giờ là rất hot về bánh này. Và mình làm cái công thức này và cái bánh mì này rất là tiện luôn. Và khi bỏ vào lò nướng thì mình để nhiệt độ 150 và khoảng 12 phút là bánh được.